cơn mưa đầu mùa. Tắm đi, ra tắm đi. Chiều nay mấy anh em mình ăn cơm với món cá hù cờ. Cá hù cờ chiên với kho. Ừ, bò quén hồi sáng còn. Rồi, về vị trí đi. 7749 cái. Rồi, đi đi. Ây dạ. Chắc lại là anh ba báo nữa. Đi đi kinh gì đó. Chia đi. Tay đâu nữa kinh. Đó, quên con mồi đầu tiên rồi nè. Tay lên. Đô. Tay lên ngay. 13 tay lên. Đi, anh có nút rồi đó. Ừ, có lý. Quên bù rồi, ai lên nhập ra đi. Ý. 5 nút sao? Có lý à. Ừ, ăn được thằng này. Nút cũng có tiền này. Vinh bù rồi. 5 nút rồi. 6 nút rồi. Vinh mấy nút? Bù rồi. Ờ, Vinh bù hơn vậy anh có 1 nút à. Cầu hoài luôn. Trời gì đó vậy trời bù. Bù này nó sung ra luôn đi em chịu. 12 cây tay với 4 cây 10 nó 16 cây nữa. Rồi lên nó chân luôn. Kinh dạ hai. Kinh dễ chưa? Kinh dễ vậy trời. Rồi, cân cung người vừa chém luôn gặp trai. Nè, cho vô người chén. Ăn miếng cá đi Quỳnh. Miếng cá thu cà đi. Gì? Ừ, ok. Alo đó. Bao miếng. Nữa à? Đồ. Coi cái con chừng gãy đũa. Không biết từ sao chào bác nè. Giờ cá tím ngộ chết rồi. Mực nổi. Còn trong sáng nữa cũng ok. Trời ơi, chết anh em mình ơi. Ừ, mà nhài.
đảo lên cái đó đó. Oh.
Ồ, cá bự à. Bị dướng có bắt lên trên đấy rồi.